bơm. Quỳnh Quỳnh Quy Quy Channel xin chào mọi người. Mời mọi người cùng xem tập truyện Con Ngựa Của Ai. Cố lên chúc Mận, làm gì mà nãy giờ có tụt cái lon chật lất ngoài vậy? Hi hi. Đừng có chọc quê Út Mận này nha. Út Mận mà ra tay là coi nè. 1, 2. Nhắm cho kỹ nha, không khéo là chật nữa. Hi hi. Quay, ê bơm. Quay vù. Uya ịt. He 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 he. Thiệt ui ui da. Khục khục. Hi hi. Ốc Mận tạc lo hay quá. Xém chút thằng bờm. Tại mấy người la lớn làm tôi hết hồn chứ bộ. Có sao không bờm, đau hả? Thiệt rem cay. Chỗ ngồi quá à. Ui ui. Ủa mà hôm nay không đi chăn mấy con trâu hay sao? Phải đó, sao rảnh rang quá vậy bờm? Hôm nay ông Phú Hộ Kiết nhờ anh Tư Mập hàng xóm coi mấy con trâu của ổng dùm một bữa. Tôi nghĩ chà, sao hôm nay ông Kiết tốt quá vậy? Bơm được cho ở nhà chơi à? Ừ, chưa từng có đó nha. Chơi gì mà chơi. Ông mới mua một con ngựa trắng, bắt tôi ở nhà lo tắm rửa, chăm sóc cho nó từ sáng sớm tới giờ. Lọc cọc, lọc cọc. Cái gì vậy? Hử? Tránh ra. Quay. Tránh ra, coi chừng ngựa đá. Á, à, ôi. Ao, ách bích. Rít. Hé hé, xanh mặt hết cả đám rồi. Hé hé hé. Tiếng ai nghe quen quen. Hình như là ta đi chứ ai. Mở to mắt ra mà nhìn thì biết. Cần gì đoán. Cậu Cá Kẹo. Phải, chính là Cá Kẹo đây. Có gì mà ngạc nhiên. Này, đùa kiểu gì vậy hả? Coi được không? Không tránh kịp thì con ngựa đã đâm vào người ta rồi, thấy không? Hé hé, làm sao mà đâm trúng được? Người ta này canh kỹ lắm mà, chỉ làm cho người ta kia xanh mặt thôi. Thôi bye bye nha. Cả Kẹo này còn bận đi coi lễ hội chứ không có ở nhà mà cãi lộn với mấy người đâu. Hứ. Mà nè Út Mận, có thấy người ta này đẹp trai không? Giống Bạch Mã Hoàng Tử không vậy? Hé hé hé. Cái đồ thích khoe của giống Bạch Mã Chúa Ôn thì có. Hứ. Chà dữ quá đi. Hé hé. Hé hé. Lâu lâu chọc tụi nó sợ hết hồn. Thấy khoái trong bụng quá. Nào Bạch Mã đi thôi. Tới lễ hội rồi, mọi người sẽ lé mắt với Cả Kẹo này cho xem. Chà, cậu Cả hôm nay bảnh quá hen. Ê Cả Kẹo, cho mọi người đi chơi chút coi. Ngựa đẹp quá. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mọi người thấy tôi có đẹp không? Đẹp lắm, nhất cậu Cả Kẹo rồi. Hé hé hé, khoái quá, khoái quá. Hé hé. Ê ê ê, coi chừng kìa. Cậu Cả Kẹo, có ngựa đâm vào người ta bây giờ. Quái. Quái, tránh, tránh ra. Ô hữu hồn hữu vía, mai mà mình tránh kịp. Ơ à, xin lỗi anh bạn nha, tôi không có ô cố ý. Hè hè, không sao, cũng may tôi không né kịp thì bây giờ tan nét đời trai rồi. Hè hè, xin lỗi. Ui chà chà, sang chảnh quá nghe. Nào là áo gấm, nào là quần lụa ngựa quý, phải nói là cực đẹp hè hè. Ơ hè hè, cảm ơn bạn quá khen, bạn đúng là người có mắt nhìn đồ. Hè hè hè. Chứ sao, tôi là chuyên gia về thời trang mà, đâu phải chơi. Chỉ tiếc một điều. Ừ? Sao, có gì mà tiếc chứ? Đồ đẹp thì có đẹp, nhưng chưa biết cách ăn mặc cho ra lối nhà quan. Ăn mặc cũng phải đúng cách mới xứng đáng với những thứ sang trọng này. Ăn mặc ra lối nhà quan là làm sao? Biết ngay là anh bạn không biết mà. Hê hê. Ờ, nói cho dễ hiểu thì là ăn mặc theo phong cách nhà quan đó mà. Cũng nhờ tôi có nhiều bà con làm quan lớn ở Kinh Đô nên tôi quen rất nhiều quan lớn lắm. Nhờ vậy tôi rất rành cách ăn mặc của họ. Vậy thì may quá, anh rành như vậy thì làm ơn chỉ cho tôi với. Muốn học theo phong cách nhà quan lắm hả? Được. Thế anh bạn cũng có lòng muốn học hỏi, tôi cũng chẳng tiếc công mà chỉ cho. Hay quá. Vậy thì ta bắt đầu ngay đi nha. Anh bạn xuống ngựa đi, tôi sẽ chỉ từ cách ăn mặc cho tới cách cưỡi ngựa. Hi hi hi, anh bạn tốt quá, tôi sẽ chẳng quên ơn anh bạn đâu. Nào, trước tiên là học cách ăn mặc theo phong cách nhà quan, cởi đồ ra đi. Hả? Cởi đồ ra hết hả? Vậy lấy gì che? Hi hi hi, sợ người ta thấy hả? Đàn ông gì mà chết nhát quá vậy, coi nè. Rồi đó, thấy chưa? Lấy đồ trong mặt cho đỡ mắc cỡ. Vậy thì được. Rồi đó, bây giờ thì mở mắt ra mà coi tôi mặc áo theo phong cách quan nè. Được, tôi sẽ cố gắng học theo. Nè, áo cho tôi mới mua đó, đừng làm dơ nha. Đừng lo, tôi sẽ giữ kỹ lắm.
à, vừa như đi, thấy tôi mặc thế nào, phong cách quen đó. Hơ, có gì khác đâu, chỉ khác người mà. Phải nhìn cho thật kỹ nha, tôi bảo đảm là sau khóa học cấp tốc này anh về sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn đó. Đã nhìn thấy rõ chưa, con nhà quen phải ăn mặc như thế này, đi đứng phải chững chạc như thế này. Sao tôi thấy không có gì lạ hết vậy, thì cũng mặc như tôi thôi, rồi đi qua đi lại, tóm lại thì tôi không hiểu gì ráo trọi. Trời trời, chỉ dẫn như vậy mà cũng không hiểu gì, thiệt là. Thôi được rồi, để cái vụ ăn mặc lại học sau đi. Bây giờ chuyển qua cách cưỡi ngựa theo phong cách nhà quan nha. Lần này phải nhìn cho kỹ, tôi chỉ thì phải nhìn thì mới hiểu. Xem này, nhà quan thì phải cưỡi ngựa ung dung đủng đỉnh như thế này. Nhưng mà đi đủng đỉnh là làm sao? Ngu quá đi, đủng đỉnh là đi từ từ đó. Vậy hả? Nhưng không phải lúc nào nhà quan cũng đi như vậy, khi cần phải chạy nhanh. Nhưng không phải lúc nào nhà quan cũng đi như vậy, khi cần phải chạy nhanh. Phải ngồi cho chắc chắn, phải cầm roi như thế này, nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ lắm. Và bây giờ hãy nhìn tôi cho ngựa phi theo phong cách nhà quan nè. Phi đi, tôi sẽ nhìn thật kỹ. Nào lên đường. Ui da, tội nghiệp con ngựa. Nhìn cho kỹ nhé, không có lần thứ hai đâu. Nhìn kỹ lắm rồi. Ôi, con bạch mã của mình, cả cái dáng chạy của nó cũng xinh đẹp quá, đúng là giống ngựa quý. Ơ, này anh, gì đó ơi, đừng có chạy xa quá nha, chạy nhanh như vậy con ngựa của tôi bị mệt đó. Ê, anh, gì đó ơi, đã nói đừng có chạy xa quá mà. Trời đất ơi, càng lúc nó càng đánh con ngựa dữ dội hơn, tội nghiệp. Làm cho con ngựa đau quá chạy chối chết, chạy như là chút nợ vậy. Cái gì, chạy trốn, không lẽ nào. Ê, anh gì đó ơi, quay trở lại đi. Ê. Hé hé hé, đồ ngu, còn lâu tao mới quay trở lại cho mày nhờ, hé hé. Trời đất ơi, hắn chạy đi luôn rồi, hắn. Vậy là hắn lừa mình lấy mất con ngựa quý, lấy luôn áo quần mới hết. Bớ làng xóm ơi, bắt nó lại, nó cướp ngựa, nó cướp quần áo của tôi, bắt nó. Gì vậy nhỏ, cướp hả? Hô. Thằng cướp đâu, sao để nó chạy mất rồi mới ra làng. Nó kìa, nó cưỡi ngựa của tôi chạy kìa, quần áo nó đang mặc là lấy của tôi đó, hô. Mày nói sao, có ai đi ăn cướp mà còn có thời gian mặc quần áo vào rồi lấy ngựa chạy đi được không, tin nổi không? Tôi nói thật mà, sao không ai tin tôi hết vậy? Tin sao nổi, con nít mà, bà xạo rồi. Làm mất thời gian quá, kệ nó, đi xem lễ thôi. Ừ, đi thôi, đừng có la ôm sòm nữa nghe nhỏ. Hô, sao không ai tin tôi hết vậy nè, hô. Thì bây giờ lội bộ về nhà, không biết phải nói sao với cha đây. Sao hả, đi học phong cách nhà quan hả? Con bị gạt mà, phong cách quan nè, ui da, chát, ui da. Hô, hi, đáng đời. Cũng tại cái tính hay khoe khoang mà mang họa vào thân. Phải đó, phải không bơm? Đúng là bực thật. Nhưng tối qua thấy cậu cả bị trận đòn như tử thì cũng thấy tội. Sáng tới giờ cậu ta cứ khóc mãi, sợ đòn nữa chứ gì. Vậy là chắc rồi. Không phải đâu, cả kẹo khóc là vì tiếc thương con ngựa đó. Vậy sao, cả kẹo thương con ngựa ấy đến như thế à? Chà, tên nào gạt lấy con ngựa ấy chắc bán được nhiều tiền lắm. Được bao nhiêu không biết, chỉ biết là sẽ gặp quả báo thôi. Ô, gì vậy hả Út Mận? Nhìn kìa, đó có phải chính là con bạch mã của cậu cả kẹo? Vậy là tên trùm ngựa đang ở gần chỗ này, phải cho cậu cả kẹo hay thôi. Cậu cả kẹo? Tao ở mưa mày, kêu réo tao làm gì? Vậy cậu cả có ưa con bạch mã hay không? Hả? Cái gì? Con bạch mã của tôi, nó ở đâu, ở đâu? Kia kìa, có phải nó đó không? Hả? Đúng là con bạch mã của tôi kìa. Đó, thằng láo cá nó gạt tôi đó. Là thằng đó à? Chính nó. Mau lên, bắt nó lại. Bắt nó, thằng cướp ngựa. Thằng cướp ngựa, đứng lại, bắt nó. Hứ? Chết rồi, thằng ngốc hôm qua ở làng này sao? Chết tôi rồi, chạy mau. Trả ngựa lại cho tao, đồ lừa đảo. Trả luôn áo quần mới nữa, trả mau. Ê, cái tụi điên khùng làm gì vậy? Ai quen mấy người, tránh ra cho tao đi. Cướp, bà con làng nước ơi. Hừ, chạy đi đâu. Ê, làm
gì kia vậy? Nhột nhột quá, thả tao ra. Đứng lại, chạy trốn nữa hả? Hi, cái gì vậy? Cướp hả thằng nào? Quái ui da, là thằng này nó lừa tôi cướp ngựa của tôi. Nó còn lừa lấy luôn bộ đồ mới mua của tôi nữa nè. Bắt nó, bắt nó. Tóm cổ nó, giải liên quan đi bà con ơi. Trả đồ lại đây cho mau. Xuống ngựa, đừng hòng chạy thoát. Ách, hiệp đây là đeo. Ui da, ui, mấy người làm gì vậy? Quần áo và con ngựa đây là của ta, đừng có nói bậy. Đồ mặt dày chơi cháo đi lừa gạt rồi còn cướp của người ta mà còn làm dữ nữa hả? Không nói nhiều, mau trả đồ lại ngay. Đồ đạc là của tao, ngựa cũng của tao, mày là ai mà hồ đồ thế? Chà, vậy ai mới là chủ nhân thật? Ai cũng nhận là của mình cả, rối lắm quá. Hừ, đồ gian manh, đồ xáo trá, tao sẽ báo quan. Báo quan? Thì tao sợ gì quan chứ, ngựa của tao, áo quần của tao, sợ gì quan? Ai gọi quan đó? Ồ, ai vậy? Có chuyện gì mà tụ tập giữa đường rồi cãi nhau như thế này? Thưa quan huyện, chuyện như thế này, thằng nhỏ này nói thằng kia gạt lấy ngựa và áo quần của nó, nhưng thằng kia nói không phải, áo quần và ngựa đều là của nó, thế là cãi nhau ạ. Chà, nghe qua đã thấy rối lắm quá rồi, giờ làm sao biết ai đúng ai sai đây? Dạ, chịu thua luôn. Nhất định một trong hai đứa này có đứa xảo trá rồi. Chà, còn nhỏ mà đã mưu mô như vậy sao? Tiếc quá, tiếc quá. Dáng sang trọng thế này mà, sao lại làm như thế được chứ, phải không? Quan cũng hay đó, con ăn mặc sang trọng thế này thì làm sao có thể là kẻ cướp ngựa được. Nhà con ba đời đều là quan lớn ở kinh đô, của cải ăn cả đời không hết. Mà nói thiệt với quan, cả hời. Hơ, ai kêu tôi đó? Là ta đây. Ngươi biết nó à? Thưa quan, con rành nhà nó lắm. Thằng này là cả hời, con trai ông thân, cháu của cai tổng dần. Mẹ nói là bà sáu tỵ bán thịt heo ở đầu chợ. Tóm lại cả nhà nói là dần thân tị hợi nên tứ hành xung hoài. Được cả nhà cưng nên nó càng ngày càng hư hỏng, không lo học hành cứ phá làng phá xóm, rồi lại xin trộm cắp chẳng ai ưa. Hà hà, vậy mà nó xưng ba đời nhà nó làm quan ở kinh đô. Nó định hù cái ta nữa đó chứ, hà hà. Hơ, con đâu dám hù quan, con chỉ giỡn với mấy thằng nhóc kia thôi mà. Ngươi lẹo mép lắm. Vậy còn cái vụ gạt người ta để cướp ngựa thì ngươi nói sao nào? Hơ, tôi đâu có biết, con ngựa này tôi mua cả năm trời rồi, giờ tự nhiên ai cũng nói tôi ăn cướp là sao, thật buồn cười. Thằng này ăn nói hỗn hào quá, thằng này ăn nói hỗn hào quá, nọc nó ra, cho một trận đi quan. Ha ha ha, đừng có nóng, chuyện đâu còn có đó mà, ha ha. Nghe nó láo liếu hoài, thiệt là tức canh không. Còn mấy tên kia, không có bằng chứng thì đừng có nói người ta cướp nữa đó nhé. Hư hư, tức quá, tức quá. Tên này đúng là cái đồ dẻo miệng. Nhìn cặp mắt gian xảo của hắn là thấy ghét. Làm gì bây giờ Bơm? Mình chịu thua hắn sao? Hi hi hi, để tôi thử xem nào. Thưa quan, con có bằng chứng. Bằng chứng ở đây. Làm gì vậy nhỏ, sao bịt mắt con ngựa vậy? Tôi từng tắm rửa chăm sóc cho con bạch mã này. Tôi biết nó có một bí mật. Chà, có bí mật nữa à? Bí mật gì? Không biết hả? Nó bị chột một mắt. Con ngựa bị chột một con mắt. Bị chột mắt? Anh nói anh mua con ngựa này cả năm nay rồi, vậy anh có biết nó chột mắt nào hay không? Chuyện nhỏ như con thỏ mắt trái chứ gì. Sai. Hê hê hê, tao giỡn chơi thôi, thật ra là mắt phải. Hi hi hi, vậy là lòi ra cái tội lừa gạt người khác để cướp ngựa rồi đó nhé. Hi hi hi. Cái gì? Đừng có ăn nói hồ đồ, ai cướp gì chứ? Thằng nhóc kia mắc mớ gì tới mày mà nhiều chuyện, chắc chắn là con ngựa chột mắt phải đó. Hừ, con ngựa này không phải ngựa của anh rồi, vậy nên anh không biết gì về nó cả. Sự thật thì nó không chột con mắt nào cả, nhìn đi. Hi hi hi. Hừ, mày giống gạt tao hả thằng nhóc con kia? Hi hi, khà khà, thằng nhỏ thông minh, mày gạt tao để đổ tội cướp ngựa cho tao hả nhóc con? Thôi được rồi, ha ha. Ta biết con ngựa này của ai và ta cũng có chứng cứ đàng hoàng, không cần phải cãi nhau nữa. Bằng chứng gì? Đây là con ngựa của tôi mà, con cần gì bằng chứng nữa chứ? Bây giờ mọi người lại gần xem cho kỹ nha. Ở gần chỗ khỉu chân sau bên phải của con ngựa có vết sẹo dài cỡ 3 phân. Đúng là như vậy, vết sẹo ở chân phải kìa.
Sao Quang biết rõ vậy? Vì con ngựa này chính là con ngựa của ta. Hả? Đúng vậy, đây chính là con ngựa ta đã bán cho ông Phú Hộ Kiết đó mà. Không, đây là ngựa của tôi, không ai có quyền lấy. Cầm mồm, mi còn dám to mồm với ta hả? Lính nào, đè nó ra lột đồ trả lại cho cậu cá kẹo. Dạ, quay. Không, không ai được lấy đồ của tôi. Hừ, quay. Ở lại chắc chắn sẽ bị ăn đòn, ngu gì thì bị đòn, chạy thôi. Ê, quay, pin, chạy đi đâu hả? Qua, thả tôi ra, thả tôi ra, qua qua. Bây giờ đánh 20 roi vì tội lừa gạt cướp của người khác, cộng thêm 10 roi vì dám giỡn mặt với quan. Qua con lỡ dậy, quên thơ cho con đi mà, hu hu hu. Đúng là lừa ưa nặng, bây giờ mới chịu nhận lỗi. Muốn rồi con ạ, bây giờ có van xin cũng vô ích. Đây là phần thưởng xứng đáng cho mày đây, nhận lấy này. Chát, ui da, eo ơi, đáng đời. Chát chát chát, ui nha, sốt soát. Nhà của Phú Hộ Kiết đây rồi, dám chọc giận cả hội này, làm cho ta bị một đòn ê cả mông. Hừ, ta sẽ cho các người biết chọc đến cả hội này thì có hậu quả như thế nào. Hừm, hãy chờ xem. Cha ơi, con bạch mã lại bị trộm mất nữa rồi. Chuyện gì nữa vậy hả? Lại là con ngựa ấy nữa hả? Thiệt là tức chết đi được, đem về toàn đất rồi. Cửa chuồng mở toang, dấu chân còn để lại ở khắp cả sân. Tên trộm nào mà lộng hành thế? Hô hô hô, bạch mã ơi, hô hô hô. Cắm mồm lại, cũng tại mày đòi mua cho bằng được con ngựa, tốn bao nhiêu tiền, giờ gây ra lắm chuyện bực mình. Hưng, bực bội. Con ngồi đó mà hít hít hoài, tao cho một trận bây giờ. Quay, tên trộm leo vào chỗ tường vỡ này rồi. Chiếc giày này là của cả hội, vậy là hắn nữa. Lại mất con ngựa nữa. Là cá hời à, tên này ghét thật. Lần này thì chắc chắn hắn sẽ không ngu dại mà lại ló mặt qua làng mình nữa đâu. Vậy thì lần này mình chịu mất luôn con ngựa sao? Không đâu, hắn không qua làng của mình thì mình sẽ qua làng của hắn. Đúng vậy, đi liền bây giờ đi. Nếu đúng là tên cá hời đã trộm con ngựa thì tụi mình sẽ làm gì? Ừ, mình sẽ làm gì đây hả bơm? Nhìn kìa, hé hé hé, mày trở lại với tao rồi ngựa ơi. Quả đúng không sai, tên cá hời đang cưỡi con ngựa kìa. Hùng làm sao đây? Hí hí hí, quái. Hừ, làm gì mà nhìn tôi thấy ghê vậy hả bờm? Làm tôi nổi da gà hết rồi nè. Hí hí hí. Hí hí, đúng là nhìn ghê thiệt chứ, tôi cũng bị nổi da gà nữa nè. Hí hí hí. Sao, nói đi chứ, bờm có kế gì chưa hả? Hí hí, đúng là tôi có kế hoạch rồi, nhưng lần này phải nhờ tôi út mận nhiều đó nha. Tôi hả, tôi thì làm được gì? Này nha, ta sẽ làm như thế này, là tôi hả có được không đây? Hiểu rồi chứ, bây giờ chạy về nhà chuẩn bị đồ nghề làm việc đi, hí hí. Cố lên út mận. Hí hí, ai cũng phải kinh ngạc khi thấy mình cưỡi con ngựa đẹp như thế này, khoái thật. Hí hí, lần này mất con ngựa nữa, tụi thằng bơm tức cần hông, hí hí. Cái thằng trời đánh đó lại gạt ai lấy đồ của người ta nữa rồi, nhìn cái mặt vênh váo của nó mà thấy ghét. Hu hu hu. Ủa, tiếng ai khóc nghe thảm sầu quá vậy kìa. Chà, cô bé nào xinh xinh lại ngồi khóc vậy kìa. Hu hu hu. Nè, cô bé gì đó ơi, làm gì mà ngồi khóc ở đây vậy? Hu hu hu. Hu hu hu, khổ thân tôi quá à. Tôi lỡ tay làm rơi xuống giếng một chiếc hoa tai và một chiếc vòng rồi, biết làm sao đây? Hu hu hu. Mẹ tôi bảo tôi đem mớ nữ trang ra chợ nhờ thợ đính vào mấy hạt ngọc bích, vậy mà bây giờ mọi thứ chỉ còn một chiếc. Hô hô. Đúng là vàng thật, toàn là nữ trang quý giá, đúng là dịp may hiếm có không thể bỏ qua. Mình làm bộ ra tay tìm giúp rồi lấy luôn. Chà, lấy được mấy thứ này đem bán sẽ được cả khối tiền chứ không ít đâu, hí hí. Thấy tình cảnh của cô em thảm quá, tôi cầm lòng không được nên sẽ giúp cho. Hít hít. Tôi sẽ xuống giếng tìm giúp cô em số nữ trang ấy cho. À mà cô gì đó ơi, cô tên là gì vậy? Dạ, ở nhà thấy em nhỏ con ngồ ngộ nên gọi là ngộ quá. Hơ, ngộ, ngộ quá. Nhưng tên thật của em thì lại thì coi, mọi người cứ gọi tắt là lại coi. Hơ, tên gì mà kỳ cục, gì mà ngộ quá rồi lại coi, thì chưa nghe bao giờ. Cô ngộ quá, coi chừng giùm tôi con ngựa và bộ đồ gấm này nhé, để tôi lặn xuống giếng tìm giúp cho. Tấm. À, nè, cô nhớ coi chừng đồ cho tôi, đừng đi đâu hết nha. Dạ, nữ trang của em còn ở dưới nước thì em đi đâu được nữa chứ.
Ừ cũng phải, thôi để tôi lặn tìm nữ trang cho. Tấm hí hí, hắn đang mò tìm. Ốc ốc, tìm tới tết mới ra. Hí hí, thôi mình giọt cho lẹ. Ốc ốc ốc, hí hí, ở đó mà mò cho đã đi nhé cả hợi. Bye bye. Ha ha ha, thành công rồi. Vậy là ngựa đã về chủ cũ. Hí hí. Ốc ốc ốc, lóc cốc lóc cốc. Ao phi, cô ngộ quá. Lại coi ơi, sao tôi tìm hoài mà không thấy gì hết vậy? Trời, nó lấy con ngựa rồi. Ê ê, bớt con ngộ quá, lại coi kia, mau trả ngựa lại. Quái, chết tôi rồi, nó lấy luôn áo quần của tôi rồi. Thiệt, lấy gì mà mặc bây giờ? Tức quá, không thể để nó lấy ngựa đây, luôn quần áo ngay trước mặt cả hội này được. Bữa làng xóm, bắt nó, bắt tên, ngộ quá lại coi. Cái gì vậy? Làng xóm ơi, ngộ quá lại coi, nó cướp đồ của tôi. Bớ làng xóm, ngộ quá lại coi, nó cướp đồ, bắt nó. Hừ, cũng lại là mày. Ngộ quá lại coi, chắc quay. Qua đầu qua đầu qua, sao quýnh tôi? Tôi làm gì mà quýnh tôi? Ai ai vậy? Hừ, là ta đây. Quay, ông nội, sao ông nội quýnh con? Hừ, cũng vì mày mà quan huyện kêu ta lên xài xẻo một trận, xấu hổ muốn chui xuống đất mà trốn. Cũng vì mày, chắc quay. Ui ui ui, ông ơi đừng quýnh nữa, đau quá hù hù. Chưa hết đâu con, phải còn nữa. Ui là cha. Cũng vì mày mà ông nội mắng tao chẳng biết quản con cái. Ơ cha ơi, cha cầm cây roi làm chi vậy? Đừng. Cũng vì mày, chắc quá. Ui da, đau quá cha ơi, đừng quýnh nữa, hu hu. Chữa hết đau. Quá nữa hả? Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Hừ, cũng vì mày mà cha mày mắng tao lo chuyện thiên hạ, không dạy con. Cũng vì mày. Quá. Coi kìa, cả gia đình dần thân tỷ hợi đang tứ hành xuân kìa. Hí hí. Về nhà mau, về nhà mày sẽ biết tay bà. Giữa trưa trời nắng chang chang, mày cứ trần như nhộng, quấn lá chuối vừa chạy vừa la, ngộ quá lại coi nữa, chịu nổi không? Hi hi, thằng cả hợi này đúng là hết thuốc chữa rồi, đúng là không biết xấu hổ. Nghe chưa con, thiên hạ cười cả nhà này chỉ vì mày, suốt ngày chỉ quậy phá. Hùm về nha. Ui ui ui, hu hu hu. Mày lấy mất con ngựa, mất luôn bộ đồ lụa gắm, bị ăn đòn tơi tả, giờ bị nhốt trong nhà nữa. Hít hít. Tức quá, cả hội này chưa bao giờ bị rơi vào tình cảnh như thế này. Mà đau nhất là để thua trí một đứa con gái nữa chứ. Ủa mà cô bé này hình như mình đã gặp ở đâu thì phải. Ở đâu vậy kìa? Nhớ rồi, chính là một đứa trong đám thằng Bờm. Thì ra tụi nó gài bẫy mình. Hừm, xưa nay cả hội này chuyên gạt người khác, chưa bao giờ bị gạt như lần này. Ta không chịu thua đâu. Ta sẽ không để yên đâu. Nhưng mà còn làm gì được chứ, bị nhốt trong nhà rồi, còn đi đâu? Hi, có lối thoát rồi, không nhốt được cả hội này đâu. Trời tối rồi, đây chính là cơ hội cho cả hội này ra tay đây. Tụi thằng Bơm kia, chờ xem cả hội này trả đũa nhé, ha ha. Hi hi, cái lũ ngốc, bờ tường bị vỡ nó vẫn chưa chịu rào lại. Tốt quá, vậy là mình chỉ cần leo vào, dắt con ngựa ra, mở cửa rồi, giọt mất. Hi hi, go go, à, bơ người ta, cứu tôi với, cho. Làm sao Bơm biết cả hội sẽ mò vô chỗ đó mà thả chó chờ sẵn vậy? Hí hí, có gì đâu. Cứ theo cá tính của cả hội, hắn sẽ lại mò tới trộm ngựa để trả đũa. Biết được như vậy, tôi chỉ cần thả mấy con chó ra cho nó giữ vườn, cả hội mò vô là lãnh đũa. Hí hí. Sao trận này không biết cái tên hạ cả hội ngoan cố ấy có còn tìm cách vào trộm ngựa nữa không? Tôi cũng không biết được, nhưng để cho chắc ăn, tôi đã xin ông chủ cho mua 100 cái bẫy gấu rồi. Hả? Trời ơi, mua bẫy gấu làm chi mà nhiều quá vậy? Thì để giăng bẫy sẵn trong vườn, chào đón những tên nào còn muốn đột nhập nhà người ta để chở ngựa đó. Thôi, tụi mình về nhà lo chuẩn bị mấy cái bẫy sẵn sàng hết đi. Phải đó, làm sớm, nghỉ sớm, hi hi. Ghê quá, bẫy này mà bụp một phát là cụt giò như chơi. Cho hết thói ăn trộm. Cha mẹ ơi, tới 100 cái bẫy gấu. Thằng Bơm này nhỏ con mà ghê thiệt. Nó biết hết đường đi nước bước của mình, nên đặt sẵn chờ sẵn. Thiệt,
Từ lúc đụng độ với tụi nó, mình bị hai trận đòn như tử, lại còn bị chó cắn tả tơi nữa chứ. Thê thảm quá. Giờ nó còn mua cả trăm cái bẫy gấu đi chờ mình nữa chứ. Eo ơi, ghê thiệt, ghê thiệt. Muốn hại chứ tôi sao? Thằng Bơm này còn nhỏ mà độc như cua đinh. Thôi không chơi nữa, tao chỉ thua mày rồi đó Bơm. Về nhà ngủ một giấc cho đã con mắt. Ôi ôi, hí hí hí, thành công rồi. Hi hi, giỏi như vậy ai mà không sợ chứ. Cũng may lúc nãy tôi phát hiện ra cả hội đang theo dõi tụi mình, nên tương kế tụ kế dọa cho hắn khiếp vía luôn. Hi hi hi. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại bình luận, nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.